Là tỉnh nông nghiệp, hàng năm Sóc Trăng có hàng trăm ngàn hecta trồng lúa và hoa mộc. Nhu cầu sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc và bảo vệ các diện tích này là rất lớn. Trên thị trường hiện nay, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón rất đa dạng về thương hiệu và chủng loại. Qua công tác thanh tra kiểm tra và lấy mẫu từ lực lượng chức năng, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón kém chất lượng, thậm chí xuất hiện hàng giả vẫn xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản là nhiệm vụ trọng tâm đối với các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có trên 330.300 hecta trồng lúa và khoảng 39.000 hecta trồng hoa màu. Phần lớn kinh tế của người dân Sóc Trăng nhờ vào nông nghiệp. Những năm lúa màu trúng mùa, người dân Sóc Trăng rất phấn khởi. Để đạt năng suất và chất lượng, vật tư nông nghiệp đóng vai trò quan trọng quyết định vấn đề này. Hiện toàn tỉnh có khoảng 850 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Hàng năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem công tác quản lý nhà nước về kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn là một trong những nội dung quan trọng trong công tác thanh tra và kiểm tra. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường về tình hình sản xuất, cung cầu và giải pháp bình ổn thị trường đối với phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, theo dõi các biến động đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, thường xuyên giám sát thị trường để kịp thời phát hiện, kiểm tra đột xuất nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, đầu cơ găm hàng, định giá mua, giá bán bất hợp lý. Trong tháng 3 vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề vật tư nông nghiệp năm 2024. Chỉ tính trong năm 2023 và những tháng đầu năm nay, rất nhiều vụ việc liên quan đến vật tư nông nghiệp đã bị phát hiện và xử lý theo quy định. Đầu năm 2023 đến nay, thì Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường kiểm tra trên 200 vụ, trong đó xử lý 130 vụ, thu nộp ngân sách khoảng 2,3 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không có quy định lưu hành tại Việt Nam, rồi phân bón giả về giá trị sử dụng công dụng, phân bón không có lưu hành danh mục lưu hành trở lại Việt Nam và phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Hiện nay đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là các cơ sở kinh doanh, còn những cơ sở sản xuất phân bón hiện nằm ngoài tỉnh. Do đó khi phát hiện thì gửi công dân đến các tỉnh bạn thì hàng hóa đã tiêu thụ hết, cho nên việc xử lý nó rất khó khăn. Thứ hai là đối tượng vi phạm rất tinh vi, hàng hóa đều là sản phẩm mới, họ tập trung giới thiệu đến hộ sản xuất rồi giá thành thấp, cho nên khi mà gặp khó khăn trong vấn đề xử lý. Ngoài ra thì bên cạnh thì cũng có cơ quan chức năng thì còn chồng chéo trùng lắp về kiểm tra xử lý. Trong thời gian tới thì Cục Quản lý thị trường cũng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, 389 quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban tỉnh và 389 tỉnh thì tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân và kinh doanh nhằm tránh tiêu thụ hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Qua đó cũng khuyến cáo đến người dân khi phát hiện hành vi tiếp tay tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng kịp thời báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý. Thì qua đó thì Cục Quản lý thị trường cũng tiếp tục chỉ đạo các đội thị trường tăng cường phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra theo đột xuất hoặc là chuyên đề nhằm phát hiện các hành vi vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật. Đến kiểm tra tại mỗi cơ sở, công ty kinh doanh vật tư nông nghiệp, ngoài kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh, lực lượng chức năng còn lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở tự tra cứu việc lưu hành các sản phẩm vật tư nông nghiệp trên thị trường. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, khi nghi ngờ sản phẩm không đạt chất lượng, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu kiểm định chất lượng. Chỉ tính trong quý 1 năm nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã lấy 23 mẫu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kiểm tra chất lượng. Thì để tăng cường cái công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thì ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định phê duyệt cái kế hoạch thanh tra năm 2024 Thì trên cơ sở đó, thanh tra sở đã tham mưu cho giám đốc sở tổ chức thực hiện 2 cuộc thanh tra, là một cuộc thanh tra theo kế hoạch và một cuộc thanh tra đột xuất. Qua kết quả thì trong quý 1 2024 thì đã tổ chức kiểm tra được 64 tổ chức cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì qua đó phát hiện 18 cái trường hợp vi phạm và thanh tra sở đã lập biên bản ra quyết định trên 100 triệu đồng. Thì các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh cái phân bón không có quyết định lưu hành tại Việt Nam, cũng như là các loại thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Thì ngoài ra thì cũng có những cái trường hợp là sai nhãn về nhãn mác hàng hóa. Thì bên cạnh đó thì thanh tra sở cũng phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành 389 cũng như Cục Quản lý thị trường và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để tiếp tục kiểm tra cái việc lưu thông các sản phẩm cũng như là chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo khoảng 8 điều 2, Nghị định 84 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón giả về chất lượng là phân bón có một hoặc nhiều chỉ tiêu chất lượng chính chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức đăng ký trong quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ chỉ tiêu chất lượng chính là vi sinh vật. Phân bón không đảm bảo chất lượng là phân bón có chỉ tiêu chất lượng yếu tố hạn chế không phù hợp với quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ năng suất, làm nên những mùa vụ bội thu để đời sống nhà nông ngày càng khởi sắc. Một khi sử dụng kém sẽ gây hậu quả rất lớn cho mùa màng. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để tránh sử dụng phải phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, bà con nông dân nên chọn mua thuốc bảo vệ thực vật và phân bón từ các thương hiệu, các đại lý uy tín, tránh mua trôi nổi để rồi vô tình trở thành nạn nhân của những mặt hàng kém chất lượng.